chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách đăng video lên trang YouTube trên ngay trên điện thoại Android hay smartphone của các bạn. Và để bắt đầu thì các bạn sẽ vào cái ứng dụng YouTube trên điện thoại. Nếu các bạn chưa có thì các bạn tải trên xe app ở đây này. Và các bạn vào tab cái mục đầu người này. Còn mục này là mình đang dùng tiếng Việt. Và có một cái nút camera đây thì các bạn có thể nhấn vào nút đó. Nó sẽ tìm tất cả các cái video trong máy của bạn. Và các bạn bắt đầu tải lên. Mình lấy một cái video dễ nhẹ, video giới thiệu về kênh này. Tiêu đề. Các bạn gõ tiêu đề. Các bạn ơi, chiều ra viết cho em cái một biên bản bàn giao 172 m². Các bạn đặt chế độ nào không khai thì các bạn. Các bạn nên ở trên cái xe Vino, ở trên đầu đầu cốp của nó trên đó. Em các bạn đang thấy là video đang được tải lên. Nó bắt đầu xử lý. Xong 8%, rất là nhanh. À, sẵn sàng xem video chiều đã sẵn sàng. Chiều nay mình đi video mình xem YouTube cho bọn. Em đi trang ở đây, người ta đi con đi trang thôi. Trang à? À, ai chồng thôi. Ở đây nhìn dạng người ta tự làm cỗ mà làm tự. Tình hình này, hôm qua kia tham khảo đi, bỏ một cái phong bì thôi. Mà đó. Chờ nó đã vui bác. Nó đã vui bác thì chàng sẽ áp thêm một cái video. Áp cho kênh để tiện sử dụng. Số cái rồi. Không mình tự nhiên kẽ được. Không mình ít mẹ cái loại cờ hó chứ. Ai đi kế tiến nhỉ? Có được tiến đi. Ngõ để giàu nhất ta thì kẽ thế nào? Đàng hoàng, hai suất thôi nào. Đấy. Cảm ơn các bạn, theo dõi.